Ở đây á là mai em bo tàn lại thử một cây cho cô chú và anh chị mình xem nè. Đó. À, bo tàn lại như cái tàn thông vậy nè. Đó. Thì cái mai này á nó chuẩn bị là nó khoảng cỡ một tuần nữa là lá nó già, bắt đầu em bo lại hết toàn bộ như này. Rồi mình xịt ba cái bệnh với ấy với giữ được cho cái bộ lá cho nó xanh như vậy nè nha cô chú anh chị. Đó, mình giữ cái bộ lá cho nó xanh như vậy. Lúc này á thì cũng đã có nụ hết rồi, nụ kim có hết rồi nè nha cô chú anh chị. Đó, đã đi lên nụ kim trong hết rồi nè. Đó, nụ đã lên nụ hết rồi đó. À, như mấy cái này mốt cũng lên nụ hết rồi. Thì ở đây á vườn của em á thì có mai á hoành á từ dao động từ 18 cho tới 32. Thì cô chú anh chị mình á muốn mua cái loại thế nào thì bên em đều có nha cô chú anh chị. Đây á là toàn là dáng trực tàng thông nha cô chú anh chị. Đây chuẩn bị lá nó chuẩn bị khẳng khẳng lại nè. Đó là bắt đầu nó già cây này em bo lại da ra hình cái nữa là bắt đầu là ngưng là xong là hoàn thiện cây mai nha cô chú anh chị. À, có mấy cây thì nụ mấy nút nụ bự thì nó nở sớm trước, cánh thì nó nở nó dính trên cây hơn, cánh dày cánh nha cô chú anh chị, lá thì xanh mướt. Đây quay cho những cái giữ bộ lá xanh như thế nào nha cô chú anh chị. Để lên quay kia hôm qua mới xịt thuốc giữ lá xanh ở trên mai chậu. Đó thì đây là em xịt cái thằng Macozet nha cô chú anh chị. Đây, giữ cho cái bộ lá của mình nó xanh, nó không có bị bệnh. Nó giữ cái bột lá của mình nó được xanh lâu hơn. Nút nụ thì mai chậu này nút nụ là nó đạt hết rồi nha cô chú anh chị. Nụ nụ rất là nhiều rồi, toàn bộ nụ rất là ok đó. Em xịt toàn bộ hết những cái mai chậu của bên em đó. Mình cái xịt cái này á mình giữ cái bộ lá cho nó đẹp, bộ lá xanh lá. Thì cũng quay đại khái cho bà con và cô chú anh chị mình xem tham khảo với vườn ở dưới vườn bên em nè. Chuẩn bị đó là chuẩn bị già lá lại. Cái mình xịt những cái này mình giữ được cái bộ lá cho nó xanh. Xịt một cữ này nữa là giữ được bộ lá rồi tới Tết luôn nha cô chú anh chị, nó xanh tới Tết luôn. Thì cái này quay cho bà con mình xem tham khảo, nếu mà mình thấy ưng ý cái lô mai này thì mình liên hệ qua số điện thoại của em là 0334 233 764. Lúc này lá nó chuẩn bị nó khằn lại hết rồi. Ôm nụ niết đồ là nó có ôm nụ niết đồ hết rồi nha cô chú anh chị. Nó như mấy này xì xương gãy ngang. Rồi cô chú anh chị mình á có ai lướt ngang xem. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh luôn nha cô chú anh chị. Rồi chân thành cảm ơn cô chú và anh chị mình rất nhiều đã nhấn chút thời gian để xem cái clip này. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị lần video tiếp theo luôn.